Xin chào tất cả các bạn đến với kênh mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn tạo những bản nhạc chuông cho iPhone của bạn thay cho những bản nhạc chuông có sẵn trên điện thoại của bạn mà các bạn thực sự là làm chán với nó. Thì các bạn thay thế nó như nào, bạn tạo ra những bản chuông theo ý của bạn bằng những cái bài hát yêu thích, bằng những bài hát hot của các bạn. Các bạn vào bản nhạc chuông của mình đây. Hiện tại thì chưa có gì cả. Đó thì là đấy. Hoàn toàn là cái nhạc chuông mà mặc định, chưa có bất cứ một cái bản chuông nào mình tản đây cả. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách bạn tạo ra và cài vào những bản chuông theo ý của các bạn trên iPhone của các bạn qua cái ứng dụng nhập 3uTools. Bây giờ mình cắm điện thoại mình vào máy tính của mình. Mình cắm vào. Đã cắm sạc. Sau đó thì mình mở ứng dụng 3uTools lên. Ok. Device connected và bằng ok. Thì ở trên ứng dụng này đã thấy điện thoại iPhone của mình. Trên ứng dụng này hỏi mình đang có muốn update luôn cái version mới hay không. Thì hiện tại bây giờ mình chưa có nhu cầu update ngay, thì ở later update sau. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách các bạn cài tận ứng dụng 3uTools này rồi, thì trong video này mình hướng dẫn tiếp các bạn một phần tiếp theo là phần các bạn tạo ra những cái bản chuông cho điện thoại của bạn. Bạn cho truy cập vào phần dinh tuông. Hiện tại thì trong phần dinh tuông của mình chưa có bất kỳ một cái dữ liệu nào cả. Thì các bạn kích vào phần import thì các bạn có thể import file, import cả một folder tùy các bạn tạo. Nếu các bạn import bình thường này, mình muốn xích tới một cái folder, một cái file bất kỳ trong download của mình, music. Các bạn có thể chọn bất kỳ một folder nào, một cái file dạng nào của bạn mà open cho vào đây. Mình chọn open. Có thể export đang diễn ra. Và chờ một chút xíu thì sẽ import file vào trong phần chuột của bạn. Như vậy là mình vừa import xong một cái bảng nhạc, một cái file MP3 vào trong phần chuột của mình. Bây giờ mình sẽ vào lại phần chuột, đã có một file mới nào chưa? Các bạn đến đây, ta có một cái file vừa rồi mình cũng có vào đây. Đây cái file này. Mình vừa mới vào đây, mình thử luôn. Đó. Cách thực vừa mà khi các bạn muốn tạo ra những bản chuông. Trong những hợp là những cái file MP3 hoặc những bản nhạc của bạn nó rất là dài đó. Nó dài ở độ đến 3-4 phút cơ. Nhưng file chuông của bạn chỉ giới hạn của bạn tối đa là 1 phút thôi. Chỉ các bạn tạo ra những bản chuông thì bạn kích vào bằng Make dinh chuông. Chọn là from PC là trên cái máy tính của bạn hay là from iDevice là trên điện thoại của bạn luôn. Đây mình tại mình muốn chọn vào from PC. Thì mình chọn phần cái file của mình, chọn bất kỳ một bài hát nào. Thì đây mình cũng vừa tải xuống cái 2 cái bài hát khá là mới của ai rồi sẽ khác của Hà Nhi và Westing for you của Mono. Thì các bạn có thể hoàn toàn chọn cả bài Westing for you, hay là bạn chọn bất kỳ bài nào bạn muốn. Ví dụ mình chọn một bài bất kỳ đi. Đây mình chọn một bài Electro. Nó cũng khá là hay rồi, nhưng mà nếu như các bạn không muốn cái file này nó xuất hiện ở đây, không muốn các bạn nhạc đầu tiên này nó làm cái chuột các bạn là bạn muốn cắt bỏ đi, thì bạn bị kéo những cái thanh này này. Khoảng thời gian ở dưới này bạn có tại khoảng thời gian time ở dưới này, bạn nhìn thấy đây, khoảng thời gian đây start time này và end time ở này là bao nhiêu thời gian thì bạn chọn đây. Các bạn ví dụ các bạn muốn cái start time của bạn là bằng thời gian bao giờ này thì bạn sẽ chọn đây. Ví dụ các bạn muốn chỗ này đấy, bạn muốn ở khoảng 1 phút này hay là 1 phút 30 đúng không? End time của bạn này đang hiện tại đang là 2 phút, bạn muốn giảm bớt đi 1 phút 59, 58 đó mà tùy bạn, bạn đánh vào đây. Mình coi rằng là 2 phút 30 đi, 2 phút 30 này, hay bạn kéo này. Bạn chỉnh ngay phần này kéo ra 2 phút 30 luôn này. Giả dụ cho đoạn này đi, là cái đoạn mà mình cảm giác nó hay nhất này. Phần này là phần điệp khúc 1 phút 21 đến 2 phút 21 là đúng tròn 1 phút. Ok. Khi các bạn tạo xong rồi thì các bạn chọn bằng cái phần dưới Generate dinh tool này, thì bạn tạo ra một cái bản chuông theo ý của các bạn. Bạn thì copy, các bạn cắt xong, bạn có thể đổi tên lại. Các bạn có thể gì lên cái tên của bản chuông này, hoặc các bạn để nguyên, và các bạn có thể ấn OK nhập đi vào máy của các bạn, hoặc các bạn có thể import mua máy và trong điện thoại các bạn này sẽ import to hard drive thì bạn import nuôi vào trong điện thoại các bạn, ví dụ mình import nuôi trong điện thoại của mình. Ok, là bây giờ mình đã mở điện thoại mình lên xem cái file mp3 này mình có cắt đã có trong bảng chuông mình chưa. Các bạn quay lại cái đoạn các bạn vào bảng chuông này, các bạn kích vào bảng chuông. Đây, mình có ngay file vừa rồi mình có cắt mới đây. Electro đây, 1 phút đây, mình thử luôn. Ok, mình quay lại. Như vậy là mình vừa tạo xong một cái bản nhạc chuông mới cao ý tích bằng cái ứng dụng của 3uTools. Có thể hoàn toàn các bạn lấy những file MP3, những file video ở trên internet xuống, không cứ là những cái file mà có sẵn trong máy tính của các bạn. Các bạn có thể lên trang MP3, các bạn download bất kỳ một cái bản nhạc xuống để các bạn làm nhạc của các bạn. Hay các bạn có thể lấy những đoạn video, các bạn cũng hoàn toàn có thể tạo thành những bản nhạc chuông. Mình import vào một file, đó là file video đi, mình tách ra, mình vào phần video, mình lấy một đoạn video đây, phần just draw us, khá là hay. Đúng đoạn ở dưới thôi này, đây ở phần này thôi, kết thúc thì nó sang đoạn phần này, thì từ một đoạn này thôi. Bắt đầu từ giây 44 và đến 1 phút 40 đi. Mình cần lấy đoạn này ra rồi mình làm nặng chuông cho điện thoại của mình này. Và ấn vào render Westing tool này, mình tạo ra bản nhạc chuông mới này. Ok, mình cũng import luôn cho iPhone của mình, mình đẩy luôn cho điện thoại của mình luôn. Ok, bây giờ mình kiểm tra điện thoại của mình. Mình vừa tạo ra một bản nhạc chuông từ một cái video, không phải là một đoạn MP3. Có ngay chớp gió hết đây. Ok, như vậy là chỉ bằng vài cái thao tác cận diễn giả, các bạn có thể tự tạo ra những đoạn nhạc chuông cho iPhone của bạn theo ý thích của bạn. Các bạn chọn những bài hát hot, những bài hát hay nhất, tạo những bản chuông mang theo cá tính của bạn. Và video hôm nay của mình làm gì ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích thì các bạn hãy like, share và subscribe cho mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.